Xin chào các bạn ha. Thì trong video này mình sẽ nói nhóm lệnh thứ hai, nó là nhóm lệnh về rẽ nhánh. Nhóm lệnh rẽ nhánh là nhóm lệnh nó giúp chương trình mình không có chạy theo cái trình tự từ trên xuống dưới, mà nó sẽ tới một thời điểm nào đó thì mình yêu cầu là chương trình sẽ trỏ tới một cái đoạn code khác để thực thi đoạn code khác, hoặc là tới một thời điểm nào đó thì nếu thỏa mãn cái điều kiện đặt ra thì chương trình nó sẽ nhảy tới một cái điểm nào đó ha, một cái label, một cái nhãn nào đó để chương trình tiếp tục thực hiện ở một cái nội dung khác ha. Thì đối với những cái lệnh rẽ nhánh thì mình sẽ có những cái loại lệnh sau đây. Thứ nhất là lệnh call ha. Lệnh call là mình gọi để mình thực thi một cái chương trình con. Thì về bài chương trình con các bạn cũng biết rồi ha. Đó, thì tức là chương trình đang chính đang chạy thì khi mình gọi lệnh call chương trình con thì chương trình chính mình sẽ tạm dừng và nhảy cái con trỏ PC nó sẽ trỏ tới cái đoạn chương trình con và nó sẽ thực thi cái đoạn chương trình con đó. Rồi, cái lệnh thứ hai là lệnh return ha, return là khi chương trình con thực thi xong thì mình lại điều hướng cho chương trình mình nó nhảy ngược về cái chương trình chính trước đó ha. Đó, thì đó là về lệnh lệnh call. Thứ hai là lệnh reset ha, là lệnh return kết thúc chương trình con để quay về chương trình chính. Thứ ba ở đây mình có một cái return interrupt nữa, return E này là interrupt. Tức là khi mà chương trình, nếu như mình có biết chương trình ngắt á, thì khi có ngắt xảy ra thì CPU sẽ nhảy tới cái đoạn code xử lý ngắt. Sau khi đoạn code xử lý ngắt xử lý xong thì mình sẽ cần phải có chữ return interrupt để nó kết thúc cái phần chương trình ngắt đó và nó quay lại về cái chương trình chính ha. Chương trình chính rồi. Để ý thêm một cái nữa như thế này. Cái đoạn chương trình ngắt á, khi nó kết thúc thì nó sẽ quay về chương trình chính ha. Còn cái return á, thì khi kết thúc chương trình con á, thì nó sẽ quay về chương trình trước đó. Tại sao mình gọi nó là quay về chương trình trước đó mà nó không phải là kết thúc chương trình con thì nó quay về chương trình chính? Tại sao không phải là quay về chương trình chính? Vì cái lý do là cái chương trình con thứ nhất có thể gọi chương trình con thứ hai bình thường ha. Tức là một cái chương trình con mình có thể gọi sử dụng chương trình con đó ở ở một cái chương trình con khác ha, chứ không nhất thiết là chỉ có chương trình chính mới gọi được chương trình con ha. Trong quá trình mình học C mình cũng biết rồi đúng không, chương trình con này vẫn gọi chương trình con khác bình thường đó. Thì lấy ví dụ như chỗ này đây, ở đây đây mình thấy cái chữ return là mình biết đây là một đoạn chương trình con đây ha, đây đoạn chương trình con delay 1 giây và cái chỗ này delay 200 ms cũng là một cái chương trình con luôn ha. Đó đây. Thì ở trong cái chương trình con 1 giây á, mình sẽ gọi lại cái chương trình con delay 200 ms đó, mình gọi 5 lần, mình gọi 5 lần thì sẽ được một 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 giây ha. Đó, tức là mình có thể sử dụng chương trình con này trong một cái đoạn chương trình con khác bình thường ha. Ok, rồi tiếp theo về lệnh jump. Jump này thì giống như bên con dòng vi xử lý 8086 thôi, tức là lệnh jump nhảy nhảy tới một cái nhãn nào đó mà không cần điều kiện gì hết. Cứ có lệnh jump thì nó sẽ điều hướng CPU mình nhảy tới một cái đoạn chương trình mà mình muốn ha. Rồi, tiếp theo là lệnh GZ. GZ và GNZ thì nó ngược nhau thôi, tức là nó sẽ nhảy tới cái nhãn này khi nào. Ví dụ đối với lệnh jump zero thì nó sẽ nhảy tới nhãn label này khi mà A bằng zero ha, khi A bằng 0 thì nó sẽ nhảy tới nhãn này. Còn G not zero thì khi mà A khác 0 thì chương trình nó sẽ nhảy tới cái nhãn này ha. Cái đó là nó dựa trên cái giá trị của thanh ghi E thôi. Thì cái này các bạn tự làm ha, cái này thực ra nó cũng đơn giản, không có gì mình khỏi phải làm. Các bạn cứ thế A bằng 0, A khác 0 gì đó, các bạn move A bằng 0, A khác 0 gì đó. Sau các bạn dùng lệnh này thì nó sẽ nhảy tới cái nhãn mà bạn mong muốn. Rồi, ở đây là cái lệnh compare. Compare nó sẽ so sánh ha, nó sẽ so sánh hai cái toán hàng. Lệnh này nó có 3 phần tử ha. CGNE. Lệnh này nó có 3 phần tử đây. Mình kiếm nào cho dễ nhìn ha, nó có nhiều cái kiểu kết hợp ha, thì mình nhìn một cái đi, cái này đi, thì CGNE thì nó sẽ so sánh hai cái phần tử đầu tiên này với nhau. Nếu như hai phần tử này bằng nhau, tức là A bằng một cái hằng số nào đó, compare ha, nếu như không bằng chứ, not equal ha, not equal. Nếu như A mà không bằng cái phần tử này, tức là hai phần tử toán hai toán hàng này và toán hàng này không bằng nhau, thì nó sẽ nhảy tới cái chỗ địa chỉ offset này ha, đó. Đây, offset này nó là một cái label ha, một cái nhãn thời gian. Rồi. Còn DZNZ là gì? DZ là decrease ha, decrease là giảm xuống, giảm xuống và jump not zero, giảm xuống và sẽ nhảy nếu như không bằng 0.
thì ở đây nó có hai phần tử thôi, nó lấy sẽ lấy cái phần tử đầu tiên là nó sẽ giảm, khi dùng lệnh này thì giảm giá trị thằng này xuống một đơn vị, và nó sẽ kiểm tra nếu như thằng này mà nó khác không, nó zero, nếu khác không thì nó sẽ nhảy tới cái nhãn ha, đó ý nghĩa nó vậy. Rồi thì hai cái lệnh này mình có sử dụng ha, mình có sử dụng trong cái video tiếp theo, video về một số cái giải thuật kết hợp các cái lệnh đó. Đây thì mình có làm mấy cái video này. Các bạn có thể coi coi về cái video hai cái lệnh này ở cái video tiếp theo ha. Rồi tiếp theo về lệnh nop là làm gì, lệnh nop là lệnh delay một margin cycle ha, một chu kỳ máy ha. Chu kỳ máy ở đây thì nó sẽ diễn ra một cái quá trình là fetch, nạp code, decode rồi execute và store ha. Thì một cái này nó sẽ tạo ra một cái quá trình mà nó sẽ xử lý lệnh, và cái thời gian một xử lý một cái chu 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 trình lệnh nó là sẽ là tốn một margin cycle. Và cái ý nghĩa lệnh này là nó không làm gì hết ha, bản chất là nó không làm gì cả, mà nó chỉ tạo ra một cái sự delay là một margin cycle thôi. Một margin cycle bằng bao nhiêu thì khi nào tới cái bài tính toán dung lượng này mình sẽ nói rõ hơn. Tính toán cụ thể về cái thời gian mà chương trình sẽ thực hiện đó, là bao lâu đó, thì mình sẽ tính toán lại cái con số này. Thật ra con số này mình đã tính toán rồi ha, mình đã tính toán rồi ở trong cái bài bài trước đây rồi đó, là như bài này nè, ở đây ha, mình có tính toán cho các bạn rồi nè. Nhưng mà mình sẽ có một cái video nói rõ hơn lần nữa, để coi cho các bạn làm cái bài tập về tính toán tổng thời gian chương trình tốn bao lâu để chạy xong, hay là tổng cái dung lượng chương trình mình chiếm trong bộ nhớ bằng bao nhiêu đó. Lệnh nop mình cũng demo luôn cho coi ha. Đây ví dụ như mình ở đây có một cái lệnh nop, không thêm một cái lệnh nop nữa đi. Ok rồi thì mình biên dịch chương trình, mình sẽ chạy ở trên debug á, mình sẽ xem được cái thời gian nó là tốn bằng bao nhiêu và bao nhiêu một chin cycle. Thì nhớ là chỉnh cái tốc độ thạch anh là 12 m đấy nha, 12 m, 12 m ha, thì nó mới tính ra con số chính xác được, tại vì nó phụ thuộc vào tốc độ dao động của CPU của thạch anh. Rồi chạy ha, thì các bạn hãy nhìn vô chỗ này nè, cái second nè là cái giây, cái state là số margin cycle ha, state ban đầu là không tức là chưa thực hiện lệnh nào. Thì bây giờ mình bấm F10 cái second ban đầu cũng là bằng không rồi, mình bấm F10 cái thì nó sẽ thực hiện cái lệnh đầu tiên ha. Cái dấu cái mũi tên màu vàng trỏ tới dòng nào là dòng đó chưa thực hiện ha, mình bấm cái thì mũi tên màu vàng nó nhảy xuống đây và nó sẽ bôi màu màu xanh lá lên, tức là cái chỗ này nó mới thực hiện. Nói chung cái màu vàng nó nhảy xuống là cái dòng này sẽ được thực hiện, được chưa? Rồi khi nó thực hiện một cái lệnh nop đó, thì nó sẽ tốn một cái margin cycle, thấy không? Còn cái này nó tốn thời gian. Rồi thì với cái tốc độ 12 m á, 10 m, 12 m cái hạt á, thì cái một margin cycle nó sẽ tốn một micro giây ha. Thì ở đây nó thể hiện đúng luôn con số đó nè, tức là nó sẽ là 0.125 số 0 và một số 1 ha. Tức là mình quy ra là nó sẽ là đơn vị này là giây á, thì 0.001 thì mình quy ra nó sẽ là được một micro micro giây ha, một micro giây ha. Rồi ok đó, thực hiện cái nữa thì nó sẽ lên 2 micro giây, tức là 2 chu kỳ máy. Bấm F10 ha, đó là thấy không, đó 2 micro giây đúng không, 2 chu kỳ máy, được chưa? Thì cái lệnh này nó dùng để làm cái gì, thì lệnh này nó sẽ tạo ra cái độ delay ha. Thì sau này đối với những cái hàm delay, người ta sẽ có thể kết hợp dùng cái này để người ta sử dụng ha. Ok rồi sau này mình sẽ phân tích và mình sẽ cần tới nó đó để làm bài tập ha, thì các bạn để ý. Rồi ok, rồi ok thì đây là những cái mình giới thiệu sơ bộ về những cái lệnh này để các bạn nắm ha. Còn hai cái lệnh này thì nó ứng dụng nhiều nên mình có làm thêm cái phần bên đây cho các bạn, để có gì các bạn trong cái video tiếp theo đó, nên mình có làm ha, thì các bạn coi video tiếp theo mình sẽ hiểu được hai cái lệnh này. Rồi thôi chào các bạn ha, nhiều là các bạn ở những video tiếp theo.